Hôm nay gia đình mình sẽ làm món cá hồi nướng cùng với sauce teriyaki nha các bạn. Thì ở đây mình có một miếng cá hồi, một ít củ hành, muối tiêu và sauce teriyaki. Mình cũng có một cái vị nướng mình đã bọc với bạn rồi. Đây là món ăn rất là yêu thích của con mình và hôm nay đã yêu cầu mình làm cho bé. Và nhân tiện đây mình cũng muốn chia sẻ với các bạn. Trước hết thì mình sẽ bỏ cái củ hành lên cái vị nướng nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ dàn cái củ hành ra cho nó đều. Và cái củ hành này nó sẽ giúp cho cái cá mình nó thêm ngọt ngào hơn đó. Đây là một miếng cá hồi mình đã rửa sạch và mình thấm cho nó khô. Thì bây giờ mình sẽ rắc muối tiêu lên. Muối tiêu nó sẽ làm cho cái miếng cá của mình nó thêm đậm đà hơn. Thì mình sẽ rắc xong cái mặt bên này thì mình sẽ lật qua và mình sẽ rắc vào cái mặt sau. Và bây giờ mình sẽ đặt cái miếng cá mình lên trên cái vỉ nha các bạn. Và mình đặt nó trên cái hành củ mò nãy mình mới dàn nó ra đó. Và kèm theo đó mình sẽ rưới một ít dầu ăn lên trên mặt cá nha các bạn. Thì cái dầu ăn này nó sẽ giúp cho miếng cá mình khi mà mình nướng đó, nó không có bị khô. Mình sẽ dùng một miếng giấy bạc nha các bạn. Thì mình sẽ đậy cái dĩa nướng này lại. Và sau đó mình sẽ dùng một con dao, mình sẽ đâm vài lỗ trên mặt như thế này, để cho khi mình nướng cái hơi nó được bốc ra nha. Mình sẽ mang cá đi nướng nha các bạn. Với cái nhiệt độ là 350 độ F, mình sẽ nướng cho khoảng 25 phút nha. Mình đã nướng được 25 phút rồi nha. Thì bây giờ mình sẽ mở ra cho các bạn xem nha. Cá bây giờ đã chín rồi đó các bạn. Mùi rất là thơm luôn, tại vì có cái mùi hành đó. Và đây, cái sauce teriyaki mình sẽ đổ nó lên. Sau khi mình đổ cái sauce lên đó, thì mình nướng thêm 2 phút nữa để cho cái nước sauce nó chảy ra đó. Thì bây giờ nó nhìn như thế này. Và đây là cái đĩa cơm cá hồi nướng của mình. Và mình có kèm theo một ít cà rốt cho bé ăn để cho có tí rau củ đó. Nhìn cũng hấp dẫn phải không các bạn? Mình chúc các bạn một ngày rất đẹp nha. Hẹn các bạn vào video kỳ sau.